Chào tất cả các anh em nhá. Thực sự là dạo này em bán được rất nhiều đồ lẻ. Thấy có anh em có rất là nhiều nhu cầu về đồ lẻ nên hôm nay em lại có một đơn đặt hàng mua bán đồ lẻ cho em Hồ. Em ấy ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Em có xem trên TikTok với YouTube và biết đến cơ sở của em. Thì em ấy có một con máy xe máy du trai của xe TMT, xe Kiểu Long ấy, 9 tấn ấy, 8 tấn ấy. Nó bị chắc là nó bị tai nạn hay gì, bị vỡ cái cục co gió này, với vậy lắp cabo này. Đấy, thì em Hồ em có điện bảo anh ơi, bên anh có cái đồ này không? Em hỏi khắp mà không ở đâu cũng có, đồ mới cũng không có. Thì cũng rất là may là em Hồ đã tìm đến em và bên cơ sở em. Em này đã bảo là tất cả các đồ vật, các đồ máy móc gì mà anh em nào mà hỏng hóc gì mà chưa không muốn thay máy ấy, anh em mua đồ lẻ ấy, bất cứ đồ gì lốc trục mặt máy hay bất cứ cái đồ đạc gì ở bên ngoài, phụ kiện bên ngoài của một con máy Trung Quốc hay máy gì đấy, mọi người cứ alo cho em. Em bên cơ sở em thường là đều có hết, vì các loại máy, các loại đồ em đều phá hết mà anh em à. Em mua đồ vặt, trục cơ các thứ không thiếu một thứ gì nhá. Đây là hai cái em Hồ em ấy ở là huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai này. Em ấy bảo là anh để cho em một cái lắp cabo này, hai cái lắp cabo của con máy du trai 180. Đây anh ơi, cho 2 phút sắp xong rồi. Đây em Hùa và em đã tháo ở máy ra nhé. Đồ này là em đã tháo ở máy ra và cái co gió này cũng tháo ở máy ra. Em Hùa bảo em mua đồ mới không có, chỉ có đồ mua đưa điện cho anh thì may quá anh có. Đây em đã tháo ở máy ra nhé anh em nhé. Đây hai cái co gió này, một cái cổ co gió hút gió này với hai cái lắp cabo của con máy du trai 180 này. Tất cả các loại đồ vặt bên cơ sở em đều có hết nhé anh em nhé. Anh em lưu ý nếu mà mọi người cần mua đồ đạc gì liên quan đến các phụ kiện của con máy móc của xe tải ấy, thì anh em cứ alo cho em nhé. Và đây nè anh em Hồ em cũng dục bãi cố gắng gửi sớm vào cho em để em lắp xe cho máy nó chạy. Đây anh em xem hai cái đồ rồi đấy, thì em cũng xin lưu ý với tất cả các anh em là nếu mà anh em có nhu cầu hỏng hóc cái gì mà mình chưa muốn nó thay máy ấy, mua đồ đạc bất kỳ trong đồ đạc gì trong con máy nhá, em bên cơ sở em đều có hết nhá. Đấy để cho anh em cùng biết. Và lời đầu tiên là cũng xin lưu ý với tất cả các anh em là có chung niềm đam mê các loại động cơ như em ấy. Nếu mà mọi người có xem được video, có thấy hay, thấy thích thì mong mọi người hãy ủng hộ em bằng một lượt đăng ký kênh YouTube, một lượt follow kênh TikTok hoặc là một lượt like nhá. Em xin chân thành cảm ơn. Nếu mà video mọi người xem được nó chưa đúng với cái nhu cầu và sản phẩm mà anh em đang tìm kiếm ấy thì mọi người có thể ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc góc màn hình TV trên giỏ hàng đấy của mọi người. Tìm kiếm là động cơ ô tô Hồng Thịnh nha anh em nhá. Và trong đó sẽ ra đầy đủ bốn cái cơ sở của em. Chưa quay xong. Ở trong vào trong Sài Gòn đi xong người ta Đồng Nai. Đây. Bây giờ xe đang vội quá anh em ạ, phải cho xe người ta lấy đi để người đi cho kịp giờ. Đấy. Nếu mà mọi người có nhu cầu cần tư vấn máy móc gì thì anh em cứ alo cho em nhá. Em có xe tư vấn miễn phí cho tất cả các anh em khách hàng. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp vào hai số điện thoại của em hoặc nhắn tin vào Zalo hai số điện thoại của em nhá anh em nhá. Vì em sẽ tư vấn miễn phí cho tất cả các anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào phù hợp nhất với cái công việc và cái điều kiện kinh tế của mọi người. Rồi. Những cái đồ vặt mà em tháo ra này, tất cả đều rất là nhiều đồ vặt nhá. Mai em sẽ làm một cái video quay cái kho đồ vặt trục cơ với tất cả các đồ vặt của em. Anh em có nhu cầu mua đồ gì thì mọi người cứ alo cho em. Ở trong cái kho, một cái kho hàng em chuyên để một cái kho để tháo trục mi lốc tất cả các thứ anh em ạ. Rồi khách máy móc khách đặt đây này. Thì qua đây cũng xin gửi lời cảm ơn đến em Hồ nha, vì đã tìm đến em, liên hệ đến em để mua những cái đồ vặt. Thì anh em sẽ đăng lên. Nếu mà anh em có xem được thì cứ anh em nào có nhu cầu gì hoặc là ai có nhu cầu hỏng hóc đồ vặt gì thì cứ alo cho em nhá. Em sẽ tháo dỡ ra và bán cho mọi người. Nhiều khi những cái đồ đấy mua mới không có đâu anh em ạ, mà không biết có những cái đồ xe Trung Quốc ấy, ở trong miền trong thì ít đồ, ít chỉ có ngoài này mới có thôi. Vì thế mà anh em cần mua đồ gì thì cứ alo. Xin chân thành cảm ơn mọi người nhá, và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.